Ủa chị ơi, nay mình bầu mấy tháng à? Ê, tao ghét chứ mấy đứa không làm mà nói nha. Đi làm chứng minh nhân dân. Quản lý của mình đâu ấy nhờ? Send help. Hello mọi người, hôm nay mình được đi mời dự WeChoice. Và chuyện không may là da mình đang bị dị ứng rất là nặng. Mọi người có thể thấy bên này tối hôm qua nó nổi mẩn đỏ lên, bây giờ là bớt rồi, mình không biết tại sao luôn. Đây là một cái event lớn cho nên là mình muốn đi dự, nhưng mà mình đang rất là suy nghĩ là mình có nên đi hay không, bởi vì cái mặt mình quá thấy ghê. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ cố gắng để một tí make up lên. Mình rất là ít xài make up, hầu như là không xài make up luôn, nhưng mà bây giờ mình phải bỏ lên che mấy chỗ này đi để nhìn cho nó đỡ đỡ. Oh, mình lo quá mọi người. Mình nghĩ là mình sẽ làm rất là nhẹ, mình chỉ bôi lotion xong rồi đó kem chống nắng. Và kế tiếp là mình có mua cái này ở hàng, thì cái này là cái foundation của mình, thì nó sẽ match cho da mình để mình che đi mấy chỗ này. Mình hy vọng là lúc mà mình bôi foundation lên nó không có bị dị ứng. Nó mà bị dị ứng nha là mình sẽ đi nửa đường rồi mình sẽ về nha mọi người. Do this together. Những cái gì mà quan trọng mà xảy ra đó với mình á là lúc nào cũng sẽ phải có chuyện, không có gì mà gọi là êm ả được, phải có chuyện. Mình sẽ tự make up cho mình, rồi tí nữa mình sẽ đi làm tóc, tại vì mình không biết làm tóc mọi người, mình không bao giờ làm tóc luôn á. Tóc mình là có sao để vậy, mình không bao giờ xài product hay là gì hết. Mọi người biết mình sợ gì nữa không? Mình sợ là tí nữa xài dữ quá cái mặt bung lượn lên chụp hình, hay giống như là đổ nguyên thao dầu lên. Cái đó là cái nỗi sợ thứ hai của mình. Ok, đây là kem chống nắng. Cái mặt mình nó bị dị ứng nước ở Việt Nam á, nên là giờ nó ngứa trâu cơ. Nó ngứa kinh khủng luôn. Tối qua mình ngủ mà mình không dám gãi luôn mọi người. Mặt mình nãy giờ nó thấm kem chống nắng, bây giờ mình bỏ foundation lên. Mình sợ quá mọi người. Mọi người thấy sao? Ủa, đây là lần đầu tiên mình tự make up nha mọi người. Mình rất là hoang mang và mình không biết mình đang làm gì luôn. Mình không biết là mình có nên làm cái trán không, tại cái trán mình không có bị gì hết. Nhưng mà mọi người nói là phải làm cái trán cho nó đều màu. Ok, bây giờ mình đã làm rồi. Hy vọng là cái màu này mình chọn nó match với lại cái da thiệt của mình mọi người. Ví dụ như mà nó không có match chắc quê dữ. Ok, mình gần xong rồi, bây giờ mình sẽ đi làm tóc. Đây là một phần của đồ của mình, tí nữa mình sẽ cho mọi người coi full outfit như thế nào. Mọi người, đây là cô dâu. Tiếng ai ca cùng sầu, mà sầu ai khéo đong đau vừa tròn câu hát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
I'm blinded by this concrete. And I should call you, see what you've done. Giả bộ ngạc nhiên chưa? Trong lúc mà mình đi chơi mình cũng có thể làm việc nè. Mọi người thảo mai quá. Một tràng pháo tay cho hoa hậu Tống Khánh Linh nè. Hello, good morning mọi người. Mình mới họp xong với lại công việc của mình. Bây giờ mình sẽ đi ra làm tóc. Tại vì tí nữa mình có đi chụp hình. Chụp hình đó thì hôm nay mình chụp với Mai Trang. Mình với Mai Trang làm talent. Sẵn có tóc đẹp á, mình đi làm chứng minh nhân dân. Công cứ công dân luôn mọi người. Tại vì mình không có cái đó. Nói chung làm xong thì hy vọng là mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn. Tại vì hôm nay không có công cứ công dân, không làm gì được đó mọi người. Mình đã tới được chỗ chụp hình rồi. Hồi nãy thì mình có đi làm chứng minh nhân dân, công cước công dân chứ mọi người. Nhưng mà đi tới ngay chỗ công an quận nhất thì công an quận nhất chỉ đó qua đối diện bên phòng cháy chữa cháy. Mình qua bên đó, mình không biết tại sao người ta chỉ qua đó nữa. Nó là chỗ đó không làm nữa, chỉ qua bên kia. Mình qua bên kia thì bên kia nói là bên đó chưa có nhận được lệnh gì đó cho nên là không làm. Xong bây giờ mình không biết là đi làm ở đâu luôn mọi người. Nhưng mà tới giờ mình phải đi chụp thì bây giờ mình đã tới phòng chụp rồi. Bây giờ mình đang đợi Mai Trang và mọi người tới. Mọi người ơi, Mai Trang đang tuyển người yêu rồi mọi người. Đâu có đâu, single is the best. Being single is the best. Sao ghê. We don't need anyone. Tay mình bự quá mọi người, không dự gì hết. Mày ngồi ra mấy mày. Stand help. Từ cái tay em thôi. Cái gì vậy? Tại sao lại mắc cỡ? Em là host của một chương trình mà. Xin chào các bạn đã đến với tập The Money Date mới nhất. Em là An. Em như thế nào á? Em đang cần rất nhiều sự giúp đỡ của các anh chị trong ngành để em làm chương trình của em. Đây để em mở QR ngân hàng để mọi người ai muốn donate thì mọi người donate giúp em. Em thật ghê gớm. Thôi cái đó con không được chọn nha. Thôi con chọn đi trước đi. Rồi. Bi chọn màu đi. Mấy cái vậy là mấy cái ít tiền á. Bi. Dạ. Okay, if you go to a coffee shop, how do you order a coffee and a croissant? Je peux en avoir un croissant et un café. How do you ask how much is it? Ça coûte combien? I wish you have a happy new year. I'd get more rich. And get more rich. That's it? No, and a better health. That's and it? More money. Yes, that's it. Cháu mình đó mọi người. Cháu mình đó là bây giờ nói được tiếng Anh nè, tiếng Pháp nè, và bập bẹ bắt đầu học tiếng Trung Quốc. Tất cả là do từ nhỏ các bé đã được giao tiếp với lại cô giáo và thầy giáo ở trường. Sau đó thì kiểu như về nhà thì anh em kiểu như nói chuyện với nhau líu lo bằng những cái thứ tiếng này. Vậy mới thấy là các bé kiểu như được tiếp xúc từ sớm với ngôn ngữ, có điều kiện và môi trường để phát triển. Cho nên cái chuyện mà nói nhiều thứ tiếng từ lúc nhỏ là không còn khó giống như tụi mình hồi đó nữa. Ngày xưa kiểu như mình cũng luyện nói rất là nhiều nhưng mà mãi cũng không tốt lên được. Bởi vì thật sự là mình kiểu chỉ chú trọng vào ngữ pháp và kiểu như cũng không có một cái môi trường để giao tiếp hàng ngày nữa. Nhiều lúc đó mình không biết mình nói đúng hay nói sai, cứ tự luyện thì mình cũng không có biết là cái loại phát âm của mình nằm chỗ nào, dùng từ này có đúng hay không. Học ngữ pháp nhiều mà còn sợ sai, kiểu ngại nói mà còn sợ bị người khác đánh giá nữa. Nói chung là mình hoang mang cả một tuổi thơ học tiếng Anh luôn á mọi người. Thật sự cho đến khi mà mình đi Mỹ, hòa mình vào môi trường bản xứ và bắt buộc bản thân mình phải nói tiếng Anh 24/7. Và cả một quá trình trau dồi kỹ năng á thì khả năng speaking của mình, nói tiếng Anh của mình bây giờ mới có thể là
tốt lên được. Mình cũng phải kiểu như bập bẹ để nói lại từ đầu. Vậy mới thấy là cái môi trường và cái cách học nó quan trọng như thế nào. Giờ mình thấy là Việt Nam cũng phát triển hơn nhiều so với cái thời mà mình học tiếng Anh. Các bạn không phải đi Mỹ nhưng mà vẫn có môi trường để luyện speaking giống như cháu của mình, hoặc là để phục vụ cho kỳ thi IELTS học speaking một cách bài bản hơn thì cũng có giải pháp luôn. Gần đây thì mình mới biết tới Prep và phòng speaking ảo. Thật sự mình biết tới Prep là do May Trang giới thiệu và May Trang quảng cáo mình quá nhiều. Và lúc mà về Việt Nam thì thấy mọi người cũng khá là thích, cho nên là mình tò mò và trải nghiệm thử. Thì mình kiểu như khá là bất ngờ vì cái sự tiện lợi này. Prep đã thật sự giải quyết rất là nhiều vấn đề mà những cái bạn học speaking gặp phải. Cho những bạn mà sợ không có cái môi trường luyện tập thì Prep có luôn cái không gian như là không gian thị thực. Bạn có thể chọn chế độ luyện tập hay là chế độ phòng thi. Và với giải pháp phòng speaking ảo của Prep thì mình chắc chắn bạn sẽ được ba điều này. Thứ nhất là cái lỗi phát âm của bạn sẽ được sửa và các bạn sẽ nói chuẩn như người bản xứ. Thứ hai là các bạn sẽ được nâng cấp từ vựng. Và thứ ba là khi mà các bạn càng luyện tập lâu với cái phòng speaking ảo thì các bạn sẽ có nhiều bản lĩnh hơn và phản ứng nhanh hơn khi mà các bạn đi thi thực. Bây giờ mình sẽ lên phòng speaking ảo của IELTS để thử cho các bạn coi thế nào ha. Ok, bây giờ mình sẽ vào mình làm. Thì bộ đề mình muốn làm là bộ đề dự đoán IELTS speaking quý 1 năm 2024. Describe a person you know who likes to talk a lot. One person I know who likes to talk a lot is my friend Sarah. She has an atmosphere where they feel comfortable expressing themselves. Đã làm xong rồi, bây giờ mình sẽ submit kết quả của mình. Nhưng mà điểm thấp chắc là quê dữ. Nobody's perfect. If I got it lower than 6.5, that's okay. Not too bad. Điểm IELTS của mình là 7 chấm. Ok, mình nghĩ là cái điểm số này không có dừng tại đây đâu. Mà mình thấy ở đây cái phòng speaking ảo của Prep có chấm bài cực kỳ chi tiết cho mình luôn. Từ cái lỗi phát âm nè, từ vựng ngữ pháp nè, có chấm hết. Và mọi người đừng có tưởng là speaking không có coi lại được. Prep chuyển cái bài nói của mình lúc nãy á thành một cái dạng bài viết để mình có thể coi từng cái lỗi nhỏ là mình sai chỗ nào. Và mình cũng hoàn toàn có thể là nghe lại được luôn cái bài nói của mình. Về thường á thì mình rất là quan tâm lỗi phát âm, cho nên là bây giờ mình sẽ vào phần sửa lỗi để mình coi cái phần phát âm của mình nó như thế nào. Thì nói chung là mình không có ngạc nhiên lắm. Cái tiếng Việt của mình á là mình không có phát âm những cái âm cuối. Chữ likes là phải có S, mình bỏ. To talk a lot, là có T, mình bỏ luôn. My friend, có D ở cuối, mình bỏ luôn. Cá nhân mình thấy là phòng speaking out của Prep á, thì chấm khá là chính xác những cái lỗi mà mình hay lặp đi lặp lại mà mình sai. Hệ thống á, sẽ chỉ cho bạn coi là màu xanh đúng nè, màu đỏ là sai và màu vàng á, là gần đúng. Đây là cái phần mà trước khi tự học á, mình rất là muốn được sửa mà không có ai sửa được cho mình hết. Công nhận bây giờ tiện thiệt. Nếu như mà mình được sửa những cái lỗi phát âm và những cái ngữ pháp này từ nhỏ từ sớm thì chắc chắn là mình sẽ không cần phải đi Mỹ đâu mọi người. Một phần nữa là mình siêu thích luôn, đó là cái phần nâng cấp từ vựng ngay cái câu đầu tiên luôn. Ví dụ như mình nói là one person I know who likes to talk a lot is my friend Sarah. Thì qua cái phần nâng cấp từ vựng thì ngay câu đầu tiên luôn là mình được sửa liền luôn, mình được nâng cấp liền cái từ của mình nói. Thì cái bài sẽ nói là one individual whom I know to possess a strong inclination towards communication is my friend Sarah. Cái nghĩa thì cũng giống nhưng mà cái từ nghe nó hay hơn và nó cao cấp hơn. Nhiều khi mình cũng không có để ý, tại vì những cái từ này là những cái từ mình biết, nhưng mà do là mình đã sử dụng những cái từ mình quen thuộc cho nên là mình cứ sử dụng đi sử dụng lại. Thì Prep có gợi ý cho mình những cái từ mà nó đồng nghĩa nhưng mà nó cao cấp hơn để cho mình có được một cái bản điểm cao hơn khi mà mình luyện tập ở đây. Ngoài ra thì cái phòng speaking ảo này cũng ghi nhận những cái collocations mà mình dùng tốt để mình có thể phát huy cho cái bài sau của mình. Cuối cùng là cái phần gợi ý bài mẫu, thì mình thấy cái bài này cũng rất là hay, tại vì lúc mà mình nói thì cái câu cuối của mình nó không có gãy gọn. Cái gợi ý bài mẫu này thì làm cho mình thấy là cách nói nó cũng đơn giản nhưng mà nó hay hơn. Mình highly recommend mọi người coi bài mẫu để mình biết được một cái bài nó gãy gọn và nó đủ một cái nội dung mà mình muốn nói trong cái thời gian đó. Nhìn chung thì mình thấy Prep khá là bổ ích, giống như là May Trang đã giới thiệu. Và sau khi mà đã học và luyện đề trên Prep thì mình thấy được một cái sự khác biệt rõ ràng giữa cái việc mà học ở trên Prep và mình tự học một mình. Chỉ như là mình có một người bạn đồng hành cùng mình, tạo môi trường cho mình, giúp mình tiến bộ nè, và luôn luôn theo sát cả một cái quá trình học và luyện tập của mình. Và mình cũng có một cái món quà nhỏ nhỏ dành cho các bạn, đó là khi mà các bạn đăng ký học với Prep, các bạn nhập mã Philip thì các bạn sẽ được giảm 30% khi mà đăng ký hai khóa học và sẽ được tặng 60 ngày để luyện với lại phòng speaking out của Prep và writing out. Ngoài ra còn được tặng thêm một cái bộ đề độc quyền của Prep nữa. Wow.
chị cắt gì đấy người ta ăn Tết đi. Chứ sao má? Ý là cái cắt cái miếng vậy. Má mà giỏi quá, má vô má cắt đi. Thôi cắt đi, cắt đi. Sao sao vậy là mới mùng. Này là miếng thử hả? Miếng thử không phải. Cái này nó sẵn rồi, tao không có cắt cái miếng này. Nhưng mà đây nè, cái miếng này. Ê, tao ghét chứ mấy đứa không làm mà nói nha. Ê, sao chị cắt dày quá vậy? Ê, dày lắm luôn á. Cái gì mà dày, cắn là phải cắn vậy nó mới ngập cái răng mà chứ. Mà chị cắt sao mà rớt da hết vậy? Rơi ra luôn à. Đó. Được rồi. Thôi. Ủa? Thấy mệt trong cơ thể quá. Chị phước mơ. Sao chị nhạt quá, nó nói gì mà chị cũng cười vậy? Khá nhiễm quá, nhiễm sao á. Ủa chị ơi, nay mình bầu mấy tháng à? Tao phóng cây đũa vô trong con mắt á. Mày chị ăn bánh chưng nhiều. Má nó cúng nữa mới được ăn mày ơi. Nhan phải nửa cây mới được ăn. Phải cúng bớt nữa mới đẹp. Ai lên chụp nguyên đám luôn hả? Ờ để nó chụp kìa. Kìa nó chụp kìa, cười người ta ăn cái đi. Chụp chụp chứ mặt bự lắm. Thôi ngồi xuống đi, đại mẹ nó đi cho tao ăn đi. Chị có em coi nó có ăn. Trời đất ơi nữa. 9 giờ mà, 9 giờ. Bảo 9 giờ. Để anh đây nè, xong mình chụp chung nhau. Ok. Về đi luôn. Đừng bày nữa. Ôi nó quay cái MV luôn hay gì đó má ơi. Cái gì vậy bà nội này nữa? Chị ơi, nhà người ta chưa ăn gì hết, chị đút cái miệng như chị ăn rồi. Thế là chửi tao nữa. Chị phải để chủ nhà ăn trước chứ. Nè, chủ nhà nó ăn nè, giờ em đi. Vô món chín bò đét luôn nè. Bánh ngon quá. Chưa bỏ vô được miệng tao luôn. Nhức nè quá. Dòi mà nó nói dòi. Sao không biết ăn? Dòi. Ghét mấy con tiểu thư vậy lắm nha. Đòi hình. Không biết ăn, không biết ăn, không biết ăn. Bốn đồ, bốn bánh tét, bốn đồ. Ta lát còn nguyên. Hôm nay mình quay một cái show The Money Day với lại An Trương. Mà bây giờ mình phải qua mình đón host luôn mọi người. Ủa sao kỳ vậy? Say it again. Stop filming me. Can we take it off? What? Nothing. I'm not gonna engage with this behavior. So unfriendly. Look who I have to put up with for days. Thank you, producer, for producer? Yes. Excuse me, I'm not. He is my producer. He's getting paid, so anything that he says will be used against him. Fucking liars. We met 4 days ago, and he's now my producer and investor. And thank you so much for your help. Tiếng Việt có câu nói xạo không chớp mắt đó. Did you know that? Yeah. Okay. Mọi người, đây là cục nợ của mình mùa Tết. Thôi cho em một cái mì khô này luôn đi. Cũng regular luôn. Can you not copy me? Thank you. Cần phải ăn món khác nhau. Em toàn ăn mì không à? Ngon. Được. Cái muỗng hơi to xíu. Everything you just said is in that video. It's okay. FYI. Host của The Money Day dắt đi ăn mọi người. Xong xong đi thôi. Nếu mọi người để ý thì sẽ có một khẩu súng ở dưới bàn đang được chĩa vào chân tôi. Và tôi là phải trả tiền cho bữa ăn này. Đâu cần gì với bạn ngay đây luôn nè. Where are we going?
quản lý của mình đâu ấy nhở. Anh ơi, sao có người này cứ quay em ấy anh. Đây này nhỏ em bị gì vậy? Mọi người, tụi mình đi uống cà phê mà giờ. Mọi người, nếu như mà mình bị đối xử tệ bạc hôm nay thì tất cả là do ăn chui mình mọi người. Không có nó khô hay mà thì để từ từ nhắc đợi mọi người ra mở cửa. Như thường lệ thì em xin mời anh giới thiệu bản thân mình và phải sử dụng số tiền của mình. Ok, hello mọi người, mình tên là Philip. Hôm nay mình sẽ show cho các bạn biết cách để dành tiền và cách kiếm 1 tỷ trước năm 24 tuổi. Nghĩa là những người nào mà sau 24 tuổi là không cần xem nữa đúng không? Wow, nếu mà kiếm được 1 tỷ trước 24 tuổi thì tốt. Tại vì nghe đồn là An Trương chưa kiếm được 1 tỷ mọi người. Chúng mình sẽ tập trung vào khách mời nhé, không nhắc đến câu chuyện cũ của mình nữa. Anh là cung market, anh luôn luôn biết mình muốn gì và anh luôn luôn có mục đích trong cuộc sống. Cái goal của anh á là anh muốn tìm được 2 triệu đô để anh nghỉ hưu. Cái thẻ của mình lúc nãy mọi người chỉ còn có 400 ngàn thôi mọi người. Và An Trương là người thấy cái thẻ đó. Hello mọi người, mình đang ở studio của Jess. Đây là một trong những studio mới ở quận 2, rất là đẹp và rất là to. Thì hôm nay mình sẽ chụp hình cho Khánh Linh của em Trendy. Chụp hình vào lúc 11 giờ, bây giờ là 10 giờ rưỡi. Mình tới sớm tí xíu để mình set up studio. Ok, thì đây là cái shoot đầu tiên của năm và cũng là một cái shoot mà mình chụp ở Việt Nam. Hy vọng mọi thứ sẽ thành công. What's up YouTube? Chào mừng các bạn đến với channel của Vietcetera. Vietcetera take over. Ngày hôm nay chúng mình sẽ quay Have a Sip ở một địa điểm mới. We are the lovesick girl. 네 멋대로 내 사랑을 끝낼 순 없어. We are the lovesick girl. 이 아픔 없이 난 아무 의미가 없어. So bye bye now. Bro, you need to stretch more. Gần chống rep rồi. Yeah, you there? Anh nghĩ anh kéo cái này ra làm rep một chút mọi người dễ hình dung hơn. Chỉ cái này hơi ẩu. Ai book em đi chụp ảnh? Chương trình phải thẳng ra, anh xoay qua anh tí xíu nữa. Anh xoay người qua anh tí xíu nữa. Đúng rồi. Nghĩa là một vai thấp, một vai cao. Cái vai này là cao, cái vai kia á. Cong cái chân lên chưa? Ừ, đúng rồi. Anh chọn em nhá. Ừ. Thấy rất là thoải mái. Cũng lâu lâu rồi em mới đi chụp như là một model. Bình thường khi mà đi chụp mình sẽ hay kiểu lead cái concept rồi ID các thứ thì nó sẽ bị hơi áp lực. Tức là mình không được thoải mái. Còn hôm nay mọi người lo hết. Xong mình chỉ cần lên diễn thôi thì cũng kiểu được thoải mái hơn, cũng rất là vui, rất là hợp năng lượng. Trẻ của mình rất là đẹp vì mình đã được lớn lên và sinh ra ở Việt Nam. Mình cũng rất là may mắn khi có gia đình và những người bạn như thế này. Những người làm cho mình cảm thấy là về Việt Nam bao lâu cũng không đủ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Love you guys.